Chỉ một chữ đơn giản này nhưng lại có thể phân biệt ra kẻ thất bại và người thành công. Thủy Linh xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhân sinh mạn đàm của FVN News. Thành công là điều mọi người thường mong mỏi, nhưng số người thực sự thành công lại không nhiều. Quan sát những người thành công trên thế giới, chúng ta nhận thấy họ không nhất thiết phải có tài năng, năng lực nổi trội ngay từ lúc đầu, nhưng dường như họ lại có chung một đặc điểm. Đó là đặc điểm gì? Kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Một ngày nọ, Socrates, triết gia nổi tiếng người Hy Lạp, nói với các sinh viên: "Hôm nay chúng ta chỉ làm một việc rất đơn giản. Các em hãy cố gắng vung tay về phía trước càng nhiều lần càng tốt, sau đó lại duỗi tay về đằng sau." Sau khi làm mẫu, Socrates nói: "Từ hôm nay hãy làm như vậy 300 lần một ngày. Các em có làm được không?" Sinh viên cười lớn: "Làm như vậy có gì khó khăn chứ?" Ngày hôm sau, Socrates hỏi có bao nhiêu người đã thực hiện động tác vung tay được 300 lần, và tất cả sinh viên đều giơ tay phấn khích. Một tháng sau, ông lặp lại câu hỏi, 80% người đã giơ tay. Một năm sau, ông lại đưa ra vấn đề này một lần nữa. Lúc này, cả lớp im lặng, mọi người nhìn nhau và cảm thấy xấu hổ. Tại thời điểm này, chỉ có một học sinh giơ tay, và ông chính là Plato, sau này trở thành nhà triết học, được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực. Giữa việc kiên trì vung tay và trở thành thiên tài của nhà hiền triết Plato thì có mối quan hệ gì? Một người có thể kiên trì, bền bỉ thực hiện một công việc tẻ nhạt và nhàm chán như vung tay, dù không có sự đốc thúc của thầy, thế thì trong việc học hành, tu dưỡng, người ấy nhất định sẽ nhẫn nại vượt qua khó khăn và đạt được thành tựu. Tương tự như thế, nhà sáng chế vĩ đại của thế kỷ 20, Thomas Edison đã trải qua gần 9.000 cuộc thí nghiệm thất bại trước khi phát minh ra bóng đèn điện. Có người hỏi ông cảm thấy thế nào khi thất bại quá nhiều lần như vậy. Edison đáp: "Bạn đừng nghĩ đó là thất bại. Tôi rất vui sướng vì đã tìm ra 9.000 cách không thể phát minh ra bóng đèn." Ngay đến đây, quý vị có thể đồng tình rằng kiên trì nhẫn nại là phẩm chất quý báu để thành công. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi ngày rộng tháng dài còn nhẫn nại được, chứ người tuổi tác đã cao còn có đủ thì giờ để nhẫn nại được chăng? Tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện khác từ cuốn sách Liệt Tử. Chuyện kể rằng có một ông lão tên là Ngu Công, đã gần 90 tuổi. Trước cửa nhà ông có hai ngọn núi lớn, một ngọn tên là Thái Hàng Sơn, một ngọn là Phương Ốc Sơn. Mọi người thường xuyên đi lại rất không thuận tiện. Một hôm, Ngu Công triệu tập tất cả người trong nhà lại nói: "Hai ngọn núi này đã ngăn cản trước cửa nhà ta. Ta ra cửa phải đi nhiều đường vòng rất bất tiện. Chỉ bằng cả nhà chúng ta ra sức di chuyển hai ngọn núi này, mọi người thấy thế nào?" Các con cháu Ngu Công nghe thấy thế đều nói: "Ông nói đúng, từ ngày mai chúng ta hãy bắt tay vào làm." Thế nhưng vợ Ngu Công cảm thấy dọn hai ngọn núi này khó quá, nêu ra ý kiến phản đối: "Chúng ta đã sống nhiều năm tại đây, sao lại không thể tiếp tục sống như thế này? Huống chi hai ngọn núi lớn như vậy, cho dù có thể di rời từng tí một, nhưng nơi nào có thể đổ nhiều đất đá xuống như vậy?" Lời nói của vợ Ngu Công lập tức khiến mọi người bàn luận, đây quả thực là một vấn đề. Sau cùng họ quyết định chuyển đất đá trên núi đổ xuống biển. Ngày hôm sau, Ngu Công dẫn cả nhà bắt đầu dọn núi. Láng giềng của ông là một bà quá. Bà có một đứa con trai mới 17-18 tuổi, nghe nói rời núi cũng vui vẻ đến giúp. Nhưng công cụ di rời núi của nhà Ngu Công chỉ là cuốc và gùi điệu trên lưng. Hơn nữa, giữa núi và biển cả cách nhau xa xôi, một người một ngày không đi được hai chuyến. Một tháng làm việc, ngọn núi xem ra chẳng khác gì ban đầu. Có một ông lão tên là Trí Tẩu, ăn ở đối xử rất tinh ranh. Ông thấy cả nhà Ngu Công dọn núi thì cảm thấy nực cười.
Một hôm, ông nói với Ngu Công rằng: "Ông đã nhiều tuổi như vậy, đi lại không dễ dàng, làm sao có thể dọn được hai ngọn núi này?" Ngu Công đáp: "Tên ông là Chí Tẩu, nhưng tôi thấy ông còn không giỏi bằng con nít. Tôi tuy đã sắp chết, nhưng tôi còn có con trai. Con trai tôi chết, còn có cháu. Con cháu đời đời truyền cho nhau vô cùng vô tận. Đất đá trên núi dọn đi chút nào thì ít đi chút ấy, không thể mọc thêm được. Chúng tôi ngày nào, tháng nào, năm nào cũng dọn, làm sao không thể dọn nổi ngọn núi." Chí Tẩu tự cho là thông minh, nghe thế cũng không nói thêm được lời nào. Ngu Công dẫn cả nhà, bất kể mùa hè nóng nực hay là mùa đông giá lạnh, hàng ngày đi sớm về tối, không ngừng đào núi. Việc làm của họ cuối cùng đã cảm động Thượng Đế. Thượng Đế đã cử hai vị thần tiên xuống trần gian giúp Ngu Công dọn hai ngọn núi này. Câu chuyện về Ngu Công rời núi vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay. Quý vị thân mến, những người có thể kiên trì làm công việc tẻ nhạt như Plato, có thể không nản lòng trước thất bại như Edison, hay giữ vững tín tâm như Ngu Công, cuối cùng đều chứng kiến kỳ tích. Suốt quá trình kiên trì nhẫn nại ấy, trải qua đường hầm hun hút dài lê thê ấy, bề ngoài thấy là chẳng có thay đổi hay thành tựu gì, nhưng thực ra có phải vậy hay không? Tràng Tử, một nhà hiền triết đạo gia, kể một câu chuyện về nuôi gà chọi như sau. Kỷ Thanh Tử nuôi gà chọi cho đại vương. Đại vương tất nhiên rất thích chọi gà, hy vọng Kỷ Thanh Tử có thể luyện được một chú gà chọi có thể sừng bá bốn phương, có thể mau chóng xuất trận. Qua 10 ngày, đại vương đi hỏi Kỷ Thanh Tử: "Con gà của ta đã chọi được chưa?" Kỷ Thanh Tử trả lời: "Vẫn chưa được, vì con gà này vẫn kiêu căng và cậy khí thế." Con gà trống to lớn này khí thế mạnh ức hiếp con gà khác, lông xù ra, ánh mắt rừng rực, vô cùng kiêu ngạo, trong lòng đầy khí thế. Người bình thường chúng ta cho rằng lúc này chẳng phải gà chọi đang ở trạng thái tốt nhất đó sao? Nhưng người thực sự hiểu huấn luyện gà chọi lại nói, lúc này hoàn toàn không chọi được. Lại qua 10 ngày, đại vương lại hỏi, Kỷ Thanh Tử trả lời: "Vẫn chưa được, mặc dù khí thế của nó đã bắt đầu thu lại, nhưng con gà khác hễ động thì nó lập tức vẫn còn phản ứng, vẫn đi tranh đấu, như thế vẫn chưa được." Lại qua 10 ngày nữa, đại vương lại hỏi lần thứ 3. Kỷ Thanh Tử nói: "Vẫn chưa được, nó bây giờ tuy phản ứng đối với những cái bên ngoài đã nhẹ đi rất nhiều, nhưng ánh mắt nó vẫn còn nộ khí, chưa được, cần đợi thêm." Lại 10 ngày nữa qua đi, đại vương lại hỏi, Kỷ Thanh Tử cuối cùng nói: "Bây giờ cũng tạm được rồi, những con gà khác kêu lên muốn đánh, nó đã không phản ứng rồi. Bây giờ nó như thế nào? Nó bây giờ ngây ngô như gà gỗ." Kỷ Thanh Tử nói, con gà này đã huấn luyện đến mức như con gà bằng gỗ rồi, đức của nó đã đầy đủ rồi. Tức là tinh thần tụ vào bên trong, đức tính của nó đã được hóa vào trong rồi, đã thu vào trong rồi. Do đó, con gà này đứng ở kia, bất kỳ con gà nào trông thấy nó đều vội vã bỏ chạy. Lúc này, gà có thể đi tham gia chọi gà được rồi. Người ta thường cho rằng một con gà khi đi chọi thì phải như dũng sĩ ra trận gióng ba hồi trống, cần phải khí thế cao ngút, cần phải có cái tâm quyết thắng, nhất định thắng phù sa. Nhưng cảnh giới mà Trang Tử cho chúng ta thấy là khi nó bỏ đi từng tầng sắc bén bên ngoài, đến khi trừ bỏ hết, đem tất cả sắc bén nhuệ khí đó nạp vào nội tâm. Điều này không có nghĩa nó không còn ý chí chiến đấu nữa, mà ý chí chiến đấu đã được thu vào bên trong, lúc này mới được gọi là toàn đức. Khi đấu chọi, thực sự sẽ giành được thắng lợi, không phải thắng bởi dũng mãnh, cũng không phải thắng bởi kỹ xảo, mà thắng bởi đức tính. Trong bài viết Trí tuệ binh pháp tôn tử, biết chờ thời mới có thể thành thục vươn lên của trang Secret China có đoạn:
Khi không dễ chiến đấu, tuyệt đối không được tiến công. Không ngừng tích lũy lực lượng của tự thân, đợi đến khi nắm chắc 10 phần thì xuất một chiêu sẽ làm nên chiến thắng. Việt Vương Tâu Tiễn nếm mật nằm gai mà khôi phục đại nghiệp. Sở Trang Vương 3 năm im hơi lặng tiếng, một lần cất tiếng nói kinh động khắp bờ cõi. Hàn Tín 10 năm mài kiếm, cuối cùng gặp được minh chủ, thầy đều chờ đợi mà vượt trội lên. Có rất nhiều người cho rằng chờ đợi là thống khổ và dày vò nội tâm, nhưng một người chín chắn trưởng thành hiểu rằng điều nên tới cuối cùng sẽ tới, điều không nên tới thì hãy để nó trôi qua. Chúng ta không vì một chút nhạt nhẽo nhất thời mà khổ não thật nhiều, không vì một chút thất bại mà tiêu mất đi ý chí. Đương nhiên, chờ đợi tuyệt đối không phải là trốn tránh một cách bạc nhược hay trằn trọc lưỡng lự, cũng không phải là ăn không ngồi rồi, tiêu tốn thời gian, càng không phải là ôm cây đợi thỏ, chờ sung dụng hay bánh từ trên trời xuống. Chờ đợi của Tôn Tử là cuồng phong thổi trước khi mưa rừng đến, là hội tụ năng lượng trước khi tích tụ thế chờ thời bùng nổ, là nắm bắt thời cơ trước khi mưu tính hoạch định kế sách trong chướng. Chỉ có người chín chắn trưởng thành mới có thể không ngừng bồi đắp sức mạnh trong lúc chờ đợi, mới có dũng khí và niềm tin để chờ đợi. Chỉ có người chín chắn trưởng thành được ma luyện trong những năm tháng đằng đẵng mới vượt trội lên. Đợi đến khi một lần cất tiếng nói kinh động khắp bờ cõi, bay lượn một khắc giữa không trung, đấy mới là hạnh phúc, mới hiểu thế nào là khổ tận cam lai. Quý vị thân mến, qua những câu chuyện kể trên, chúng ta có thể thấy rằng thất bại và thành công nhiều khi chỉ khác nhau bởi một từ: kiên nhẫn. Một chữ nhẫn có thể tu luyện bản thân, một chữ nhẫn có thể chờ thời bùng nổ, một chữ nhẫn có thể tích tiểu thành đại, một chữ nhẫn có thể cảm động cả trời xanh. Bên cạnh đó, cổ nhân có câu rằng: không thành công thì cũng thành nhân. Bản thân sự thành công không quý báu bằng quá trình nỗ lực đạt đến thành công, bởi vì trong quá trình dài đằng đẵng biết bao khổ nhọc ấy, chúng ta có thể kiên định ý chí của mình, có thể nhận ra điều gì là quan trọng, điều gì là thừa thãi trong cuộc đời mình, có thể học được bài học khiêm tốn, nhẫn nại, hoàn thiện đức hạnh và trí tuệ của bản thân. Như trong câu chuyện Kỳ Thanh Tử nuôi gà chọi, chú gà vô địch không phải thắng bởi dũng mãnh, cũng không phải thắng bởi kỹ xảo, mà thắng bởi đức tính. Để kết thúc chương trình Nhân Sinh Mạn Đàm ngày hôm nay, Thùy Linh xin gửi tặng quý vị một bài thơ dịch từ Di Ngôn của Lão Tử. Cây to nhiều người ôm, mọc từ mầm nhỏ bé, đài cao vút 9 tầng, xây từ hòn đất nhỏ. Đường ngàn dặm cũng thế, đi từ bước đầu tiên. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị và các bạn làm được chữ nhẫn và đạt được thành công chân chính trong cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại!